là sẽ có báo các bạn. Hôm nay là mấy đây rồi? Giảm đồ ăn thì sẽ đi xem. Giảm ký. Đây. Chạy bộ. Đừng vào nhìn cái mặt giống như gì đó ghê. Mà mình không thấy. Nó hơi bị suy nghĩ nhiều nên nhìn cái cơ thể là thấy khủng khiếp đúng không? Ra ba ngày là đủ thanh lọc cơ thể đẹp lắm rồi. Còn nhiều hơn thì hãy nhớ chia sẻ luôn để thực hiện, tại vì xuống từ 95 xuống. Rồi, ok. Đó, chạy đúng không? Thôi đẩy lên anh. Đó. Xuống 85 kg khó nhưng mà sẽ làm được. Cố gắng. Đấy. Một chút xíu thôi là đã lên cân rồi. Cho dù có tập luyện được thì tất cả đều được. Forehand được là tất cả được nè. Chiều thì đây ít thôi, em nói gì không? Bye bye. Này tuy nhiên sẽ song song đó xuống tiếp. Tuy nhiên cái giai sao nè. Nè, đưa đâu nè, mặt quần sọt thì dễ quay thôi chứ. Chào bạn 2023. Bạn mập xuống 83 4 85. Thì coi thử được giữ không? Đầu ngắt.